Không quá khi nói rằng Nguyễn Tuấn Anh từng là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Thậm chí nhạc trưởng của Hoàng Anh Gia Lai còn từng được ví như một Pirlo của bóng đá nước nhà với lối đá nghệ sĩ nơi trung tuyến của mình. Nhưng rồi biết bao ước mơ, hy vọng và đam mê của Tuấn Anh đã ngày càng lụi dần bởi những chấn thương dai dẳng. Ở tuổi 24, trong khi các đồng đội đã tung hoành ngang dọc, dành hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, lập hết chiến công này đến chiến công khác thì Tuấn Anh, ở trường đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ, lại vẫn cứ day dứt những nỗi đau mà cứ ngỡ vừa mới hôm qua. Người ta nói tài hoa bạc mệnh hay chữ tài đi với chữ tay một vần, nhưng tai ương đau đớn như Tuấn Anh phải chịu, bóng đá Việt Nam chưa chứng kiến nhiều. Vì chấn thương, Tuấn Anh bỏ lỡ chuyến đi tới Olympiacos khi huấn luyện viên người Pháp nổi tiếng Arsène Wenger nhìn thấy tài năng và muốn gửi gắm anh ở đội bóng Hy Lạp này. Vì chấn thương, Tuấn Anh lỡ mất cơ hội dự SEA Games 2017 trong tiếc nuối, dù huấn luyện viên Hữu Thắng cùng các cộng sự đã chờ đợi anh đến ngày cuối cùng. Vì chấn thương, Tuấn Anh rời sân lạch chay ngay ở vòng 3 V-League 2018 trong uất nghẹn, gục khóc trên băng ghế dự bị. Những đồng đội và cả những người hâm mộ cũng đã không kìm được nước mắt vì quá thương cho chàng nhồi nhỏ bé ấy. Tạo hóa ban tặng cho Tuấn Anh đôi chân của một nghệ sĩ, nhưng lại ký thác vào đó định mệnh bạc bẽo của một hồng nhan. Tạo hóa gắn số phận của Tuấn Anh với quả bóng, rồi lại nhẫn tâm tước đi niềm đam mê chơi bóng của cậu bé Thái Bình ham học năm nào bằng những khoảnh khắc trớ trêu. Bị vào bóng thô bạo dẫn đến chấn thương đã đành, khi Tuấn Anh phải rời sân vì va chạm với đồng đội, khán giả chỉ biết lắc đầu do số. 6 năm, 12 chấn thương, từ cơ lưng, cơ đùi, gân kheo đến dây chằng đầu gối hay sụn trên, Tuấn Anh phải phẫu thuật cả hai chân, không nơi nào còn lành lặn. 3 năm qua, Tuấn Anh nằm trên giường bệnh nhiều hơn sân cỏ, tiếp xúc với bác sĩ nhiều hơn bất cứ cầu thủ Việt Nam nào. Không chịu nổi sự đau đớn của bóng đá, Tuấn Anh giải nghệ, đi học bằng huấn luyện viên và sẽ tham gia huấn luyện trong tương lai gần. Nhưng đó là Tuấn Anh ở thế giới song song, còn ở thế giới thực, chàng nhô nói không với việc từ bỏ. Ẩn sâu trong đôi chân pha lê ấy là một ý chí bằng vàng, luôn sôi nổi và sống dẻo dai, dẫu cuộc đời có giăng bao nghịch cảnh khiến đường đi trải đầy mũi gai. 12 lần gục ngã vì chấn thương là 12 lần Tuấn Anh đứng dậy, tiếp tục đuổi theo quả bóng với niềm vui trẻ dại. Vấp ngã rồi đứng dậy, Tuấn Anh đã từng ngày trở lại như thế. Trận đấu đầu tiên, pha kiến tạo đầu tiên và bàn thắng đầu tiên sau khi trở lại đều khiến anh hạnh phúc. Hạnh phúc của Tuấn Anh đơn giản chỉ là được chơi bóng khỏe mạnh. Hạnh phúc của anh là ngày ngày được ra sân cùng đồng đội. Và mỗi khi số mệnh bắt tiền vệ này gục ngã, anh lại đứng dậy và tung vào nó cú sút trời giáng. Vực dậy sau chấn thương, Tuấn Anh trở lại với vai trò là nhạc trưởng của Hoàng Anh Gia Lai. Những bước chạy thoăn thoắt, những đường truyền mang thương hiệu của Tuấn Anh đã khiến người ta bồi hồi nhớ về chàng tiền vệ tài hoa ngày nào. Và rồi cứ thế từng bước, Tuấn Anh vượt qua số phận, chinh phục được khán giả, chinh phục giới chuyên môn, chinh phục huấn luyện viên Park Hang-seo bằng những màn trình diễn xuất sắc nhất. Có hay không sự thiên vị khi ông thầy người Hàn dành cho Tuấn Anh một suất lên tuyển tại King's Cup? Câu trả lời là không. Tuấn Anh xứng đáng có được vị trí ấy. Tuấn Anh xứng đáng được thừa nhận. Và đó là món quà cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Phép màu là tên gọi khác của sự cố gắng. Và phép màu đã đến với Tuấn Anh. Định mệnh cũng phải chào thua trước ý chí kiên cường của chàng nhô. Dù không biết khi nào định mệnh lại vượt lên dẫn trước, dù không biết King's Cup tới, Tuấn Anh sẽ ra sao, nhưng với những gì đã và đang có, Tuấn Anh ơi, hãy cứ sống, cứ tin và hạnh phúc đi nhé.